Sao lâu rồi nhỉ? Okay, good. Wait. Going now.
cháo đây đó. Đứng hai bên đó đó. Thank you.
Nè, đứa nào không chụp hình ở đây không? Đi ngược chiều tại vì cái mô này của Nhật. À, 4 giờ sáng, 6 giờ nó bay mà 4 giờ đi nè. 4 giờ phải ra ngoài nói vậy đi. Ra ra tới ngoài nó gọi.
didn't even go home and take a shower. Chị cầm về đi, chứ em cầm đi. Phải chưa? Mẹ đó. Đây, ốc hương qua đâu rồi? Ốc hương đây. Mình muốn liệu nha. 1 triệu một ký đó. Ốc hương. Ốc hương. Nói chi. Mà quảng cáo luôn chứ. Ủa tao dân kinh doanh thì tao cứ nói rõ ràng ra chứ. Để cho nó biết cái giá trị cái con đó đúng không? Ừ. Anh phở tưởng là một ngày nó sẽ ăn. Sao? Ở đây mày ở đi, ở
Chưa có từng gặp. Gặp Vinh này, gặp Vinh này. Gặp gặp Vinh mới mới gặp lần đầu tiên. Anh quên sớm rồi, sáng nay anh có gặp. Hỏi hỏi gia đình cho anh giống ai? Giống giống tài tử Hàn Quốc. Nói gì đó. Quyền sao? Trời đó, từ sáng tới chiều là nó lo, nó tất trong đầu nó là buôn bán chứ làm không ai thấy. Anh chị quá giờ nó giờ lắm cái cắm đầu làm. Mà gì gì á, quá giỏi, hai cái đều giỏi đó. Thank you.
got everything like Old Navy, everything here. Thank you.
lặng nữa. Giờ mới được rồi, đừng có làm. Bỏ bắt á, Tú. Khó chịu lắm, dễ canh thì cũng dễ. Bỏ bắt mà xung quanh người ta hốt mà đổ một đống rồi không còn á. Chị cho hết, bỏ bắt nào quá. Hả?